Xin chào. Hi, welcome back to Talk to Me in Vietnamese. I'm Tùng from Ho Chi Minh City. Tôi 29 tuổi. Tôi 29 tuổi. Tôi 29 tuổi. I'm 29 years old. 我29岁. Okay, you know what I will tell you today, right? Today I will show you how to tell the others your age. Yeah, okay, how old you are. Okay, it's really easy. You just follow the structure. I. Okay, if you don't know how to say I in Vietnamese, just come back to lesson number 3 in day 1, and then you add your age after that. You follow by tuổi. Tuổi means age. Okay, tuổi. For example, here we got con ba tuổi. I'm 3 years old. And here we got like a little boy or little girl, and she or he speak to his or her father or like the grandparents. Okay, con ba tuổi. Anh ba mươi lăm tuổi. Anh ba mươi lăm tuổi. I'm 35 years old. You call yourself an, and you when you speak to a person a little bit younger than you. Okay, chú 45 tuổi. Chú 45 tuổi. I'm 45 years old. You call yourself chú, address yourself chú when you speak to a person who at the age of your son, your daughter. Okay. And the next one, I will tell you how to tell the other people your profession. Okay, what's your job? Okay, tôi là sinh viên. I'm a student. Okay, so it's quite simple. You just follow the structure. I. Okay, and then là. After that, follow your job title, your profession, or who you are. La means am, is, are. Okay, la. Now we got how to say tourist, a traveler. Khách du lịch. Tôi là khách du lịch. I am a tourist. Receptionist. Tiếp tân. Tôi là tiếp tân. Nhân viên phục vụ bàn. The waiters or a waitress. Okay. Kế toán viên. Kế toán viên. Accountant. Tôi là kế toán viên. I am an accountant. Kế toán trưởng. Chief accountant. Nhân viên buồng phòng. Room attendant. Here we got nhân viên. It means the staff. Buồng phòng is it means the housekeeping department. Nhân viên buồng phòng. Room attendant. Tiếp viên hàng không. Flight attendant. Phi công. Pilot. Okay. Tôi là phi công. I am a pilot. Bác sĩ. Doctor. Giáo viên. Teacher. Tôi là giáo viên. Giáo sư. Professor. Bảo vệ. Security officer. Bảo vệ. Cảnh sát. Policeman. Chuyên viên thiết kế đồ họa.
chuyên viên thiết kế đồ họa, chuyên viên thiết kế đồ họa, graphic designer, giám đốc, giám đốc, manager, giám đốc bộ phận ẩm thực, giám đốc bộ phận ẩm thực, F&B manager, food and beverage manager, yeah. Tổng giám đốc, director, okay, we got nhân viên kinh doanh, nhân viên kinh doanh, sales executive. Here we are missing kinh doanh, okay? Nhân viên kinh doanh, sales executive. Giám đốc bộ phận kinh doanh, giám đốc bộ phận kinh doanh, giám đốc bộ phận kinh doanh, sales manager, okay? Giám đốc is mean the manager, bộ phận is mean department, kinh doanh, sales. Hướng dẫn viên, tour guide. Học sinh, a pupil. Học sinh. Y tá, a nurse. Ca sĩ, singer. Người mẫu, model. Nhạc sĩ, musician. Họa sĩ, artist, a painter. Kiến trúc sư, architect. Tôi là kiến trúc sư. Okay, that's it for today. I hope you enjoy it and I'll see you again. Hẹn gặp lại.